14. Phẩm Thí Dụ Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện Bạch Phật. Bạch Thế Tôn có phải đúng thật là bát nhã ba la mật đa sâu xa vì việc lớn mà xuất hiện ở đời không? Phật dạy, này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng thật là bát nhã ba la mật đa sâu xa vì vực lớn mà xuất hiện ở đời vì sao vì đúng thật là bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể thành tựu trí nhất thiết trí đúng thật thành tựu các bậc độc giác đúng thật thành tựu các bậc thanh văn thiện hiện nên biết như quán đành đại vương sát đế lợi oai đức tự tại chinh phục tất cả đem các việc nước giao cho quan lớn nên rảnh dỗi nhàn hạ an ổn vui vẻ chư Phật cũng thế, là Đại Pháp Vương oai đức tự tại, chinh phục tất cả, đem các Pháp Phật, hoặc Pháp độc giác, hoặc Pháp thanh văn, đều giao phó bát nhã ba la vật đa sâu xa để được thành tựu khắp tất cả. Thế này,